Sáng ngày 14 âm lịch này anh em này, đấy, hai anh em đang đi thu hoạch chim rễ run, đánh được một bao rồi. Đấy. Tại ngoài miền Bắc thì khả năng là sau cơn bão này thì chim nó sẽ đi mạnh anh em. Đấy, còn anh em khu vực dưới xuôi tí nữa thì phải chờ vài hôm nữa anh em. Đấy, tối qua chim thì nó đi lác đác, tối qua bắt được 4 con. Đấy thì nó mưa to không quay cho anh em được. Đấy, hôm qua quay bãi cho anh em xem, hôm nay nó đã ngập gọi là đến mặt cọc lưới rồi. Đây thành quả đây cho các bác xem. Túi này được 3 con này, mang phải mang 2 túi tưởng vỡ. Túi này được 4 con này. Đấy, kia ông anh đang gỡ một con là 5, một con chết ở ngoài kia là 6. Đấy, còn về bàn rẽ run thì mưa lớn như này nó sẽ không chặn được cái xuống cái ruộng bỏ không này. Đấy, thì bắt buộc nó phải đổ vào cái bờ trục. Đấy, thường thường nó đổ bờ trục là nó phải trao qua những cái mặt lưới của mình là nó chết. Thời tiết thì đang mưa khá to anh ạ. Anh Tuấn ra gỡ mấy cái lưới mắc kìa. Đấy, lưới còn mắc hết này anh em này. Đây, cho các bác xem. Lưới mắc hết anh em ạ. Đổ hết lưới xuống mặt này. Sáng đã phải dựng một nhịp rồi. Lưới thì chưa củng cố được hết một bàn. Một bàn thì củng cố phải thêm khoảng 600-700 mét lưới nữa. Thế nhưng mà đầu vụ thì mình đánh vừa vừa thôi. 3-4 ngày nữa thấy lượng chim nó ra nhiều thì đánh thêm anh ạ. Đấy, nhưng mà năm nay thì mưa gió thuận hòa như thế này thì thường thường là chim là nó sẽ về cũng khá là đông. Lưới rẽ run này thì đánh ở trên cái lưới 4 diềm 3 túi anh em. Cái sợi lưới 15 rất là bén chim, và cái thứ hai nó bền sợi. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì cứ thời tiết như này thì anh em đánh độc con rẽ run thôi nhé. Đấy, còn những con chim khác thì thường thường nó sẽ không đi với thời tiết này. Vì thường thường chim là nó sẽ đi lúc trước bão và cũng như là sau bão. Đi về đi anh ơi, mưa to lắm này. Hả? Thế anh ở đây làm gì? Gỡ làm gì? Bà tại các anh ấy bỏ của chạy lên người rồi. Vẫn còn các anh em ở đây mà ông đã về trước rồi, trên rồi. Túi đẩy. Đấy, về cái đồ đánh chim rẽ run này thì nhà em là có bán nhé. Đấy, nhà em là cung cấp loa đài này. Cái thứ hai nữa là lưới này. Đấy, cái thứ ba nữa hỗ trợ anh em là thẻ tiếng cũng như là hỗ trợ anh em là kinh nghiệm để đánh chim rẽ run. Đấy, khi anh em mua đồ bên cơ sở là sẽ được tư vấn nhiệt tình nhất. Đấy, cũng như là làm sao mà để anh em đánh được chim. Còn về bàn rộng này thì vẫn phải chơi 4 loa anh em, hai đầu 4 loa. Lưới thì đây căng hết khu vực đây, lượng ngập mênh mông hết cả anh em. Ok, để một video thì quay cho anh em xem là về cái thành quả đánh rẽ run của buổi chiều ngày 13. Đấy, cũng như là bước sang sáng ngày 14 để báo chim cho anh em xem. Để anh em nào mà chưa lên lưới thì có thể lên lưới để đánh nhé. Nào bây giờ thì hai anh em thu quân đây anh em ạ.